vô mắt chứ không phải đá lông gheo với ông nhau nào. Nhìn cái mi mà. Cứ tự nhiên cứ đeo cái gì á. Đi lại cứ đeo. Không, chị cứ đứng yên đi em tự sửa. Sợ em khó đeo. Không, không sao đâu. Để cái mi đo xuống dưới cho anh được đưa vào nguyên được không? Chị cứ đứng yên là em làm. Ui da. Ờ mà kéo hở cũng bắt em nhau. Ủa chứ. A. À. Trời sợ kia đâm vô người đâu. A. À. Au. Au. Xong chưa? Ủa vậy thôi hả? Ủa vậy thôi hả? Hả? Vậy thôi. Thì nó lú đồ mít ra nó chuyện rồi cái lâu chị ẹo rồi vậy cái là đó vô. Là bây giờ nói chuyện là nỉ như mà. Chị ơi em muốn chụp hình chị. Mười ngàn. Mười ngàn. Mười ngàn. 3, 1, 2, 3, 30. Cái này là 1 chục. 30. Đi mà. 30 ngàn. Không kìa chụp thì ra em được. Nó 10 ngàn. Bữa này đâu uống. Giờ, bữa giờ khổ quá, đâu có tiền thì giờ mở nó 10 ngàn. Cảm ơn chị. Em là thầy của ông Khoa, ông Bình. 10 ngàn. Ông Bình em mấy cúp cho chị đó. Cởi chứ, liên quan gì, bây giờ phải có tiền mới trả tiền hết. Có tiền Thái rồi, ông thêm bạc rồi. Lên nhiệt độ bây giờ là 38 độ. Anh Vinh anh mặc áo da chắc là mát lắm. Thôi em hơn 40 độ mặc áo da vậy mát không? Mát chưa? Sợ lắm lắm. Nó lội cái kia. Lộ cái kia. Da này da con gì á? Ai xuống em bể đầu tóc đi. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm. Này nhân vật. Vật gì? Nhân vật không không nhân vật chứ không phải là con vật. Cái gì vậy? Giống như là vỏ xe đạp á. Giờ mày mặc áo này đi mưa gió trời cho em đó. Làm gì vậy? Bây giờ anh với em mặc áo này phơi nắng trời ơi. Thôi nói đùa, nói chuyện đùa. Phải là đẹp trai mà bị khùng. Chơi gì nó chơi, dặn tình mày lắm. Chơi luôn, chơi nó bị bệnh chết luôn. Cái mồ hôi nó ra, cái sắn ngược cho phổi. Không. Lâu phần nhìn đến đây mình. Thấy cái kiểu tóc này của em không? Đột phá không? Gặp là phải chắc lưỡi liền. Đẹp quá. Giống chó, chắc lưỡi giống chó. Giận, giận anh Linh luôn. Mình đang với Hoa Hậu. Đó, vô rồi, đứng lên cái đi, bye bye. Trời ơi, Hoa Hậu cái giò dài, dài tới cái cổ, cần cổ luôn. Dài. Ai đẹp hơn? Đứng rồi thấy. Dạ, ngon chứ. Em ngon. Nhìn em là anh thì sao? Chắc lưỡi liền. Vinh nhìn tôi chịu đọc. Vinh nhìn chị là Vinh chắc lưỡi á. Em thêm. Có hút gió luôn. Đó là cô gái á. Nhìn thì vậy chứ chị có giá. Nóng không vậy? Dạ giá. Giá em giờ cũng 5-7 triệu chứ bộ hết. Vô đớt á. Mà sao hồi đó em ăn gì mà cái giò em nó hổn vậy? Cao hổn hào á. Giúp đời. Ê chị thích cái bài Anh Thanh Niên quá. Bây giờ em tặng chị hai câu hát về cái mái tóc này đi. Rồi một hôm em làm ngay tóc rồi. Cứ thế lòng ngẩn ngơ anh chẳng biết nói sao. Rồi dần tìm làm quen đến tận em suốt ngày. Có mỗi mái tóc thôi mà anh đã say cả ngày. Hay không chị? Hay. Nhưng mà tóc thật chị. Tóc khóc, tóc giả em à. Tóc thật chị mà như vậy chắc chị cũng thùng giống Bắc Kinh rồi. Chị đại một bài hát em vừa mới biết từ lúc chị em mình tham gia trên kia. Người gì mà xinh thế nhỉ? Dù rằng được xinh thế thì cho anh làm quen đi. Cho anh được yêu đi rồi chúng mình thành đôi. Ôi. Em thấy cái gu của chị đúng không? Em thích cái gu. Không, không.
em thích mấy đu bình thường thôi. À, nhưng mà chị không có bình thường em bảo. Cả hai bảo chị là bình thường cả. Con gái lành lành một chút này, đáng yêu một chút này. Thế là chị lành à? Không, chị không lành, chị dữ lắm. Thì nói chú toàn chú trên kia đó quá. Ê, mấy đứa ơi, bên đây có người đang rảnh nha. Có lên báo rồi, đang rảnh lắm. Ai đang rảnh nhau vô nha. Ê, ê. Ôi, thâm sâu quá hả, thâm tím hả. Không à. Chưa mạnh lắm, vẫn còn hơi yếu. Sau 4 giờ chiều nếu vỗ mạnh tay hơn, mỗi người sẽ được tặng một ly trà sữa và một tô phở tái lạnh dầu. Chúng tôi sẽ gửi những phần quà đó qua Facebook. Mệt anh Giang quá. Đang đi kiểm tra khu vườn để lụng sầu riêng. Hello. À, đã có sầu riêng rụng rồi, chắc nó rụng tối hôm qua. Gấp mình nó dài bắc nam em. Giàu lắm. Hả? Chị, em chào chị. Chào em. Em đây lần đầu tiên được gặp chị. Chị cũng vậy, thân hạnh gặp em. Ở trên hình với lại em coi trên ảnh là chị đẹp. Ở ngoài chị xấu lắm. Không, ở ngoài chị vẫn đẹp, còn em trên hình có đẹp không? Ôi, nếu vậy chị, thôi. Chị nói nhỏ cho em nghe nha. Đấy là trên hình, nhưng mà ở ngoài là chị thấy em là một con người như thế nào? Em rất ổn. Em rất ổn Văn ạ. Văn qua mà Văn qua. Em ổn rồi chị. Em ổn, chị léo cửa với em luôn đó. Dạo này em cũng có mấy, cũng có theo con đường kinh doanh giống chị ấy. Chị biết cũng rồi. Là một cái kim chỉ nam trong cái nghề kinh doanh để đúng đi rồi. Theo ok. Mà mặt bằng nó lỗ quá chị ạ, thiếu tiền đóng mặt bằng. Mà chị nhìn thấy chị đeo nhiều vàng quá thì chị có thể, một cái này là chị có thể cứu được em đó. Chị biết cái con người ham mê kinh doanh mà. Ê, chị hiểu, start up đúng không? Dạ. Ok. Là chị cho hả? Chị cho. Đấy, trời ơi, đã nói rồi mà. Xin cái gì là chị Lý Nhã Kỳ cũng cho hết đó. Đúng rồi em ạ. Bây giờ chị cho hết hay là cho... Thôi chị, này chị nhìn đeo chị, nhìn chị, em nói thật, nhìn chị nó sang lắm. Sang chị lắm không đâu cần em. Đeo vàng nó vẫn sang. Đúng còn rồi. Nhìn em á, em có đắp bao nhiêu thì cũng không. Ủa nhưng mà em hồi nãy chị nghe anh Trấn Thành nói em mở 5 cái quán.
đấy nó em mới... mở business 5 cái quán thì bây giờ là em mở chuỗi kinh doanh luôn mà, sao em khó khăn vậy? Bây giờ nó mới không có tiền đóng mặt bằng thì bây giờ không có ai lỗ quá lỗ chị ơi. Đúng, nếu mà em chỉ mở 4 quán thôi thì em không xin chị lên 5 quán giờ. Đấy là em phải tìm chị, chị mặt bằng nhiều lắm, chị có thể cho em cho free. Là bây giờ là em không cần, ví dụ ở kia em không kinh doanh được là em có thể tới tìm chị mặt bằng đúng rồi. Nên là bây giờ em không cần xin tiền chị nữa. Đúng, thật sự cái mặt bằng rất là quan trọng. Đúng rồi, này, không cần bàn, không thấm thiết gì hết. Vâng, trước mọi người nha, chị Lý Nhã Kỳ đã hứa tặng không cho Khoa 5 cái mặt bằng để Khoa mở quán nha. 7 miếng đất luôn em. 7 miếng đất luôn hả? Nhỏ em à. 7 sổ đỏ luôn nha. Chị chờ luôn. Được rồi. Quá, người có tiền có khác, xin có xíu vàng mà tặng 7 miếng đất. 7 miếng đất, đúng rồi. Chứ còn mấy cái cục vàng này có lãi gì đâu. Trời ơi, hồi xưa mẹ cho nên không có tặng được cờ nè, xi măng. Trời ơi, dòng mà mắc xích nè. Ủa mấy cái này lãi gì đâu. Đối với lại Mạc Văn Khoa, một ngôi sao vậy, mình cũng thật sự là hâm mộ em ấy, tài năng, duyên dáng. 107 cái sổ đỏ tặng bé 7 cái lãi gì trời ơi. Khoa ơi, ok, chị sang tên mai đi công chứng nha em. Nè, chốt đường. Chốt đường. Trời ơi, lột từng cái một chứ. Trời lột sao đây, mở sao, trời nó rung kìa, trời ơi. Vàng bạc đá quý của tôi mà nó nặng nữa, nó rung từng nhịp con nhỏ lần đầu tiên. Hồi đó trời nó té luôn. Nó vàng mà gần 100 cây đó. Dễ sợ. Bạc sao đòi đầu cổ của chị. Cái sao cái gì. Chốt đường, trả hàng, trả đầu cổ. Trả đầu cổ rồi mà, nó chỉ lâu chứ chị ơi. Trời ơi em ơi, cả trăm cây vàng á. Cả trăm cây vàng. Hồi xưa mẹ chị cho chị cũ hồi môn đi lấy chồng đó em. Mình chán ra 250 lạng. Cái đũa này đũa vàng. Đũa chiếc vàng đó, mẹ thấy không? Nhật kìa thấy không? Đó, ăn bánh chán phải có đũa vàng mới ngon. Mọi người ơi, nhớ đón xem Ơn Trời Cậu Đây Rồi tập có kỳ nhé. Riêng tập có kỳ nhớ xem thật kỹ, xem đi xem lại, tăng lượng view. I love you sugar man.